giữa trai Bắc và trai Nam thì em lựa chọn yêu ai? Em thích yêu ai hơn? Em thấy nó không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng tính cách thôi. Nhưng mà em thích yêu người nào hơn? Đây sẽ đại diện cho trai Nam, còn bây giờ anh đại diện cho trai Bắc. Ok, thuyết phục chứ đây. Đấy, thuyết phục xong trả lời xong rồi. Như trai Bắc là sẽ ra trưởng và sẽ lo được cho em và có tiền. Người ta ra trưởng chứ không, người ta không ra trưởng. Thôi làm mình có lỗi. Đấy, người ta sẽ lo được cho em. Mà em quen trai Bắc rồi đúng không? Em thấy trai Bắc tốt đúng không? Vâng. Đúng không? Còn trai Nam thì khoảng cách là xa, với lại tính tình chưa chắc đã hợp, hiểu không? Cái mình mà mình quen trai Nam thì mình có khi mình đánh cược ấy, hiểu không? À, tức là ở đây là cả khoảng cách địa lý luôn ấy ạ. Đúng rồi. À, thế đúng thì không? Em sẽ chọn Bắc ạ. Em chưa nghe hết. Trai Nam á, thứ nhất nè, thật thà, dễ thương, tốt tính, tốt bụng, đáng yêu, đáng chiều, hiểu không? Đặc biệt là rất là cưng chiều người yêu. Người yêu thích gì và sẽ lo được cho cái đó. Bạn mình tin rồi. Còn á, miền Bắc á, anh thấy nè, gia trưởng nói chung là tùy người, nhưng không có đánh đồng tất cả. Nhưng mà nếu mà chuyện tình yêu á, thì cảm xúc là cái thử nó ok nhất. Chốt đi. Trai Nam và trai Bắc. Em chọn anh này. Đấy có nghĩa là giữa trai Nam và trai Bắc, hiểu không? Em ấy không chọn ai cả. Quay qua chọn em. Thế thì trừ anh này ra, giữa trai Nam và trai Bắc thì em chọn trai Bắc cho nó an toàn. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. À, nó là chờ em ra. Ừ, nhưng mà người mà nói chung là trai Bắc vẫn hơn. Nói chung giờ con chấm này là hòa. Ok, anh cảm ơn nhé. Chúc em sẽ vui vẻ nhé. Giữa trai Nam và trai Bắc em thích yêu người nào hơn? Yêu trai nào hơn, miền nào hơn? Trai Bắc hơn. Tại sao trai Bắc hơn? Yêu nhau là người miền Bắc ạ. Trai Bắc đẹp trai hơn đúng không? Cả hai đều đẹp trai. Mê trai là khổ nhất. Nhưng mà cái quan trọng là cái tính tình, hiểu không? Cái tính tình đúng không? Trai Bắc ra trưởng lo được cho em đúng không? Nhưng mà anh nói nghe nè, trai miền Nam á, tuy xấu được cái nghèo, nhưng mà tính tình á, hiền lành, dễ thương, thật thà và chăm chiều người yêu chứ em. Nhậu đúng không? Tối đó giờ em có quen được một người miền Nam bao giờ? Em cũng quen nhưng mà bọn em làm bạn thôi. Nhưng mà em quen trai miền Nam mà em cảm thấy sao? Cũng dễ thương. Đúng không? Dễ thương. Dễ thương. Đây, bảo. Nhưng em vẫn thích người miền Bắc. Trai miền Nam ấy, em quen ấy thì thực chất là chỉ để hợp làm bạn thôi. Còn trai miền Bắc mới đáng để yêu, đúng không? Chúng em đi chơi vui vẻ xong rồi bây giờ em chia tay người yêu thì bảo anh nhá. Ôi khổ quá. Ông này á thà bẹp, hiểu không? Đừng nói chung đừng quan tâm ông này. Ông này bởi vậy, nói chung á là tôi dễ thương. Anh chú em đi chơi vui vẻ và em với người yêu em sớm kết hôn với nhau. Đúng không? Nghĩ sao chia tay quen ông bình nội. Ok, bye bye. Giữa trai Bắc với trai Nam em thích yêu trai nào hơn? Trai Bắc ạ. À? Tại sao trai Bắc? Tại em người Bắc. Ủa liên quan gì? Ủa em người Bắc rồi yêu trai Bắc thì liên quan gì? Em vẫn thích trai Bắc hơn. Nhưng mà nè. Chuẩn luôn rồi. Cái gì trai Bắc vậy? Trai Bắc đẹp trai hơn. Trai Bắc đẹp trai hơn. Anh với này ai đẹp trai hơn? Thôi làm mình bối rối. Anh nào đẹp trai ạ? Không, mà nhưng mà ai hơn? Ai hơn? Ở đây một là Bắc hai là Nam. Ở đây người ta hơi thô lắm rồi. Đây ạ. Ôi xời, đẹp trai hơn là rõ. Tại sao hơn? Tại đây đẹp trai hơn. Quê, quê. Bên đây bao nhiêu điểm trên 10? 8. Còn anh? 7,9. 7,9. Quê, dạ. 75 độ, 7,9 là gì nữa? 7,5 ạ. Không, nói chung là người ta thêm điểm vùng miền. Cho bạn nghĩ vùng miền đúng không? Điều vùng miền. Tại ta thích trai Bắc, đúng không? Người ta thích trai Bắc nên là ở Bắc là một ưu thế rồi. Vậy em phải trải nghiệm, hiểu không? Nè, anh nói em nghe. Trai Nam vừa dễ hơn, đáng yêu, chiều người yêu, tốt bụng, thật thà, chăm chỉ, biết nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, bla bla bla. Đó, trai Nam anh em tôi dễ hơn lắm, hiểu không? Đi. Bốc phét ít trai Bắc, thôi. Dầu. Nó ở cái tập chất. Dầu lo được cho em. Bởi vậy gia trưởng. Nói chung á là trai Nam tôi không có gia trưởng được cái là mà, cũng chiều người yêu. Em người Bắc mà tại sao yêu được trai Nam được? Tại vì không thể yêu sai được đâu anh. Liên quan gì nè, người ta nói á, muốn thì tìm ra cách, còn muốn thì tìm lý do, em hiểu không? Giờ trai Bắc với trai Nam nãy giờ ai nói chuyện vui hơn? Trai Bắc. Nãy giờ anh là người làm cười luôn á. Ông này chỉ đứng. Giữa trai Bắc và trai Nam em chọn yêu ai? Em chọn trai tử tế. Thế nào cũng được. Em kiểu Bắc Nam. Chấm điểm mà bên đây nhiêu điểm, bên đây nhiêu điểm. Thế ví dụ trai Bắc là bao nhiêu điểm? Đẹp trai chứ. Em chấm cả hai được 9 điểm. Em sẽ chọn trai Nam hay trai Bắc? Trai Bắc ạ. Trời. Vẫn là trai Bắc. Bởi vậy em chưa trải nghiệm được. Không, tốt nhưng mà nó có rất nhiều vấn đề ấy anh. Vấn đề gì? Đây là bản thân anh đứng đây rồi. Còn ví dụ có rất nhiều người ta còn gia đình người ta các thứ. Người ta đâu kiểu vì tình yêu người ta bỏ lên đây được đâu. Bây giờ em hỏi anh thử tìm hết cái hồ Hoàn Kiếm này xem có bao nhiêu người nam lên trên này người ta làm việc, người ta sinh sống trên này. Thì anh là người đặc biệt trong đặc biệt mà em. Anh đây là đang nói về giữa trai Nam và trai Bắc mà. Giá như ai miền Nam đứng đây với tôi. Bọn em sẽ chọn trai Nam hay là trai Bắc? Để yêu. Để yêu. Bắc ạ. Trai Bắc. Nam ạ. Sao lại là trai Nam? Tại vì
em không biết. Đây trai nam đây, em thấy trai nam đẹp trai không? Cũng ạ, tại vì kiểu anh em ở trong Sài Gòn ấy thì em cũng tiếp xúc qua trai nam rồi thì em cũng ạ. Em thấy trai nam thế nào? Cũng ok ạ. Cũng ok là nhìn cũng chỉ là cũng rồi à? Thế còn trai Bắc thì sao? Trai Bắc nói chuyện hay hơn ạ, nhưng mà trai nam ngọt ngào hơn ạ. Nhưng mà em vẫn muốn chọn trai Bắc ạ. Nói chung là trai Bắc thì không cần phải nói gì làm được rồi. Tôi đại diện cho anh em miền Nam á, là tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà rất tiếc là tôi đang đứng ở miền Bắc. Vâng, tại vì sau hôm nay thì em biết là trai Nam và trai Bắc cũng red flag như nhau rồi ạ, nên là vì ở Hà Nội nên là em vẫn nguyện ý chọn trai Bắc ạ.